Xin chào tất cả các bạn. Năm 1976, Viking 1, tàu đổ bộ sao hỏa đầu tiên của NASA, đã hạ cánh an toàn xuống hành tinh đỏ. Ngay lập tức, nó đã gửi về những hình ảnh đầu tiên chụp quang cảnh và môi trường địa chất xung quanh nơi hạ cánh. Tới ngày hôm sau, mọi tờ báo đã giật một dòng tít, sao hỏa chết rồi. Chúng ta chưa bao giờ thôi tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Cho tới tận ngày hôm nay, vẫn chưa có bất kỳ phát hiện nào được tìm ra. Trong khi đó, cứ mỗi năm trôi qua lại có vài trăm loài sinh vật bị tuyệt chủng trên hành tinh của chúng ta. Có phải sự sống trên trái đất quá là quen thuộc nên chúng ta thường coi nhẹ việc giữ gìn nó? Việc tìm kiếm những hành tinh tiềm năng ngoài vũ trụ là một bước chuẩn bị cần thiết cho tương lai xa xôi. Nhưng nếu hiện tại không ổn thì tương lai cũng chỉ là vô nghĩa. Hành tinh của chúng ta là một nơi tuyệt vời. Chúng ta cần phải trân trọng và đối xử với nó một cách dịu dàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ Thư viện Thiên Văn trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay mình sẽ công bố một sự kiện nhỏ, một mini game dành cho tất cả mọi người. Phần thưởng sẽ là một chiếc kính thiên văn. Tuy nhiên, sự kiện sẽ chỉ bắt đầu khi số người đăng ký kênh đạt mức 100.000. Rất mong sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và hãy đăng ký nếu như bạn có thể. Còn bây giờ, hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thiên Vương Tinh là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời. Từ thời cổ đại, nó được biết đến như một ngôi sao. Tới năm 1781, William Herschel đã là người đầu tiên quan sát Thiên Vương Tinh bằng kính viễn vọng. Tên gọi Uranus được đặt tên theo một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Thiên Vương Tinh là hành tinh lớn thứ 3 sau sao Mộc và sao Thổ. Đường kính của nó là 51.118 km, lớn gấp 4,3 lần trái đất. Khối lượng là 86.800 tỷ tấn, gấp 14,5 lần trái đất. Thể tích gấp 63 lần trái đất, tức là có thể nhét 63 trái đất vào bên trong hành tinh này. Trọng lực bề mặt của Thiên Vương Tinh là 8,87 m/giây, bằng 86% trọng lực bề mặt của trái đất. Vận tốc thoát là 21,3 km/giây, gần gấp đôi trái đất. Các bạn có thể thấy, trọng lực bề mặt của hành tinh này thấp hơn trái đất, nhưng lại cần vận tốc thoát lớn hơn. Điều này là do trọng lượng của hành tinh nặng hơn trái đất, nhưng khoảng cách từ tâm hành tinh đến bề mặt của nó lại lớn hơn trái đất tới 4,3 lần. Khoảng cách quỹ đạo với mặt trời dao động từ 18,3 đến 21,1 AU, tương đương 2,7 đến 3 tỷ km. Điểm xa nhất và gần nhất cách nhau đến 1,8 AU, khiến Thiên Vương Tinh là hành tinh có quỹ đạo lệch tròn nhiều nhất, chỉ sau hành tinh lùn Diêm Vương. Vận tốc quỹ đạo của hành tinh khi di chuyển xung quanh mặt trời là 6,8 km/giây, chậm hơn trái đất 4,3 lần. Một chu kỳ quỹ đạo xung quanh mặt trời kéo dài 84 năm trái đất, nhưng một ngày chỉ kéo dài 17 giờ. Đây cũng là hành tinh có vận động rất bất thường, trục của nó nghiêng 97,7 độ so với mặt phẳng quỹ đạo. Điều này khiến Thiên Vương Tinh dường như đang lăn trên quỹ đạo xung quanh mặt trời. Hướng xoay của hành tinh thì dao động từ đông sang tây, ngược lại hầu hết các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Tức là ở đây mặt trời mọc đằng Tây và lặn đằng Đông. Thiên Vương Tinh có bầu khí quyển lạnh nhất trong hệ mặt trời, âm 224 độ C. Các thành phần tạo nên hành tinh có nhiều khác biệt so với sao Mộc và sao Thổ, khiến nó được xếp loại là hành tinh khổng lồ băng. Đến nay, đã có 27 mặt trăng và 13 vành đai đã được phát hiện. Độ lớn biểu kiến của hành tinh là 5,68, thiếu 0,17 đơn vị nữa là chúng ta có thể nhìn thấy hành tinh này bằng mắt thường. Tuy nhiên trong thực tế, vào những đêm trời trong, chúng ta vẫn có thể quan sát Thiên Vương Tinh một cách mờ nhạt mà không cần tới ống nhòm chuyên dụng. Mật độ hành tinh là 1.271 kg trên mét khối. Đây là hành tinh có cấu tạo lỏng lẻo thứ hai sau sao Thổ. Cấu trúc tiêu chuẩn của Thiên Vương Tinh bao gồm một lõi đá nhỏ, chủ yếu là silicat, sắt và niken, với nhiệt độ khoảng 4.700 độ C. Bên ngoài lõi là lớp phủ đóng băng. Thành phần chủ yếu là nước và ammoniac cùng với một số chất bay hơi khác. Lớp phủ này có tính dẫn điện rất cao. Ngoài cùng là lớp khí quyển, chủ yếu là hydro, heli, metan, carbon dioxide và ammoniac. Với nhiệt độ và áp suất rất lớn, các phân tử metan và carbon có thể ngưng tụ thành các cơn mưa rơi xuống lớp phủ của hành tinh. Nhiều khả năng tại lớp phủ có tồn tại các đại dương kim cương lỏng. Cũng vì có cấu trúc lỏng lẻo
với nhiều thành phần khí mà thiên vương tinh không có bề mặt xác định. Nhìn bề ngoài, thiên vương tinh có màu xanh lam mờ khá tẻ nhạt. Điều này là do metan trong khí quyển hấp thụ giải ánh sáng cận hồng ngoại. Càng vào sâu trong lõi, nhiệt độ càng tăng cao. Sự vận động của khí quyển thiên vương tinh rất mạnh mẽ, với các cơn bão có thể lên tới 900 km/h. Vận tốc này khiến cho các khối khí hoàn thành một vòng xung quanh hành tinh chỉ trong 14 giờ, trong khi hành tinh tự quay quanh trục trong 17 giờ. Năm 2006, kính viễn vọng không gian Hubble đã quan sát thấy một cơn bão lớn với kích thước tương đương Hoa Kỳ. Đến hiện tại, cơn bão này vẫn chưa dừng lại. Vì trục nghiêng của hành tinh khá vuông góc, mà hai nửa hành tinh có sự luân chuyển ngày đêm kéo dài tới 42 năm. Đến năm 2033, thiên vương tinh sẽ hoàn thành 3 vòng quỹ đạo xung quanh mặt trời, kể từ khi được phát hiện vào năm 1781. Mặc dù cách xa mặt trời hơn 20 lần so với trái đất, nhưng lượng ánh sáng mặt trời mà thiên vương tinh có thể nhận chỉ bằng 1/400 trái đất. Cho đến nay, Voyager 2 vẫn là tàu thăm dò duy nhất từng bay qua hành tinh này. Hải vương tinh là hành tinh được phát hiện năm 1846 bởi Verrier và Johann Galle. Dựa vào các dự đoán toán học khi họ theo dõi dao động trên quỹ đạo của thiên vương tinh. Đây là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời và lớn thứ tư sau sao Mộc, sao Thổ và sao Thiên Vương, và cũng được xếp loại là một hành tinh khổng lồ băng. Nó cũng là hành tinh duy nhất không thể quan sát bằng mắt thường từ trái đất. Hải vương tinh được đặt tên theo vị thần biển La Mã, do nó có màu xanh giống như đại dương. Màu xanh nước biển của hành tinh có được cũng là do nó chứa nhiều thành phần khí metan trong khí quyển, bên cạnh một vài yếu tố khác chưa thể xác định rõ. Hành tinh này có đường kính 49.528 km, lớn hơn trái đất 3,88 lần. Khối lượng là 102.430 tỷ tỷ tấn, lớn hơn trái đất 17 lần, và chúng ta có thể nhét gần 59 trái đất vào bên trong nó. Trọng lực bề mặt là 11,15 m/s, mạnh hơn trái đất 13,7%. Vận tốc thoát là 23,15 km/h, gấp 2 lần trái đất. Qua những thông số cơ bản đó, chúng ta có thể thấy Hải vương tinh có đường kính nhỏ hơn thiên vương tinh, nhưng khối lượng và trọng lực lại lớn hơn. Vì vậy, hành tinh này có độ đậm đặc cao hơn, với mật độ trung bình là 1.638 kg/m3. Hải vương tinh cách mặt trời 29,8 đến 30,3 AU, tương đương 4,44 đến 4,54 tỷ km. Một vòng quỹ đạo xung quanh mặt trời kéo dài 165 năm trái đất, tự quay quanh trục trong vòng 16 giờ. Vận tốc quỹ đạo xung quanh mặt trời là 5,4 km/s, và nó nghiêng 28,3 độ trên mặt phẳng hoàng đạo. Với độ nghiêng khá giống trái đất, Hải vương tinh cũng có 4 mùa trong một năm. Rất giống với thiên vương tinh, cấu tạo của Hải vương tinh cũng bao gồm một lõi đá cứng nóng 5.100 độ C. Bên ngoài là lớp phủ đóng băng và một bầu khí quyển dày đặc. Nhiệt độ khí quyển lạnh đến âm 214 độ C, với phần lớn là hydro và heli. Tuy là hành tinh xa nhất, cũng như nhận được lượng bức xạ mặt trời thấp nhất, thấp hơn trái đất 900 lần, nhưng Hải vương tinh lại là hành tinh có vận tốc gió mạnh nhất trong hệ mặt trời, với vận tốc tối đa có thể lên tới 2.160 km/h, nhanh hơn 75% vận tốc âm thanh. Các cơn bão này tạo ra các dòng chảy khí quyển siêu thanh ngang theo xích đạo hành tinh. Cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa thể biết một cách chính xác nguồn năng lượng cung cấp cho những cơn gió này xuất phát từ đâu. Năm 1989, tàu Voyager 2 đã quan sát thấy một cơn bão rộng tương đương trái đất. Cơn bão cũng giống như vết đỏ lớn của sao Mộc. Vài năm sau, cơn bão thứ hai nhỏ hơn được phát hiện. Cho đến nay, nó vẫn chưa dừng lại. Với chủ yếu là kết cấu khí, Hải vương tinh cũng không có bề mặt xác định. Nó có 14 mặt trăng và 5 vành đai chính thức đã được phát hiện. Ngoài ra có ít nhất 4 vòng đai khác rất mờ nhạt. Cho đến hiện tại, Voyager 2 cũng là tàu thăm dò duy nhất từng bay qua hành tinh này. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1846 đến năm 2011, Hải vương tinh đã hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh mặt trời, tương đương một năm tại hành tinh này. Tới năm 2041, nó sẽ tiếp cận gần nhất với trái đất ở khoảng cách 28,8 AU. Hành tinh lùn Diêm Vương
có quỹ đạo lệch tròn nhiều nhất trong hệ mặt trời, cho nên đôi khi nó ở gần mặt trời hơn cả hải vương tinh. Do có nhiệt độ bên trong cao hơn, cũng như áp suất khí quyển lớn hơn thiên vương tinh, mà hiện tượng mưa kim cương với các tinh thể rắn thường xuyên xảy ra trên hành tinh này. Hiện tượng này khá giống so với sao Mộc và sao Thổ. Ngoài ra, vì có lượng ammoniac cao trong khí quyển, vì vậy nó có mùi khá đặc trưng giống như mùi trứng thối.